giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các quốc gia trên thế giới lần lượt bước sang năm mới 2024. Ngay sau châu Á và các nước Nam Bán Cầu, tiếp theo là các nước châu Âu, Trung Đông, Châu Phi cũng chính thức đón chào năm mới 2024 trong không khí hân hoan cùng các màn trình diễn pháo hoa tuyệt sắc. Cùng ngắm nhìn khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại một số quốc gia ở các khu vực này. UNESCO vừa công nhận thành phố Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Từ miền đất hoang sơ với cư dân người Kaolack sinh sống, sau khi được nhà thám hiểm bác sĩ Alexander Zersin tìm ra và đề xuất toàn quyền Đông Dương xây dựng cao nguyên Lang Biang trở thành trung tâm nghỉ dưỡng Đông Dương, chính là nguồn khởi nguồn cho sự hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt ngày nay. Trải qua 130 năm với không ít thăng trầm, Đà Lạt hiện đã trở thành một thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố trong rừng, rừng trong thành phố festival hoa Việt Nam, tiếp tục phấn đấu xây dựng là đô thị di sản thế giới. Cùng với đổi thay diện mạo, thành phố cũng đã phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phong cách người Đà Lạt, hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Hiện du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Lạt. Hàng năm, thành phố đón trên 6 triệu lượt khách. Đà Lạt hai lần được công nhận là thành phố du lịch sạch ASEAN và là một trong những điểm đến lãng mạn nhất châu Á. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành phát triển năm 1893 năm 2023, đại diện của UNESCO tại Việt Nam đã trao thư xác nhận thành phố Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, UNESCO đã xác nhận Hội An là một trong hai đại diện của Việt Nam cùng với thành phố Đà Lạt chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu thuộc UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Tròn ngày cuối năm trước thời khắc giao thừa, thành phố Hội An đã làm lễ đón danh hiệu quan trọng thứ hai sau danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới được trao vào năm 1999. Việc UNESCO đưa Hội An vào danh sách các thành phố sáng tạo toàn cầu là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền, cộng đồng cư dân Hội An. Những năm qua, Hội An được thế giới biết đến là điểm đến có tầm vóc toàn cầu bởi quần thể di sản. Bên cạnh đặc điểm có 102 về cảnh quan văn hóa và sinh thái, chính nguồn lực văn hóa thể hiện qua các nghề thủ công, nghệ thuật dân gian vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ đã góp phần làm Hội An trở thành điểm đến không thể nào quên của bất kỳ ai. Trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu cũng là công cụ để Hội An đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, tô đậm thương hiệu và danh tiếng quốc tế của Hội An, góp phần nâng cao đời sống người dân và quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới.